liên quan đến hai vụ án mạng xảy ra tại Bình Dương. Ngày 25 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Tân Uyên điều tra làm rõ hai vụ giết người xảy ra trên địa bàn. Hiện Công an thị xã Tân Uyên đang tạm giữ 4 đối tượng để điều tra hành vi giết người gồm Nguyễn Văn Võ sinh năm 2006, Nguyễn Văn Trương sinh năm 2005, Mã Tấn Lộc sinh năm 2004 và Lê Trung Khánh sinh năm 2004. Theo cơ quan công an, vụ giết người thứ nhất xảy ra vào tối 23 tháng 4 tại một công ty có địa chỉ tại phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên. Cụ thể, trong quá trình làm việc tại công ty, Võ xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên tên N. Bực tức, Võ gọi Khánh và Lộc đang nhậu tại phòng trọ cùng đi đánh anh N. Khi cả ba đến công ty thì Khánh rủ thêm Trương giúp sức. Khánh bảo Võ vào tiệm tạp hóa gần công ty, mua hai dao Thái Lan đứng trước cổng công ty chờ. Khi tìm thấy anh N, cả nhóm truy đuổi. Lúc này, anh N bị ngã nên đã bị Khánh dùng dao đâm nhiều nhát vào người, khiến tử vong tại chỗ. Gây án xong, cả nhóm bỏ trốn. Truy xét nhanh, ngày 24 tháng 4, lực lượng công an bắt giữ được nhóm thanh niên trên. Vụ giết người thứ hai xảy ra cũng vào tối 23 tháng 4 tại phường Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên. Nghi phạm trong vụ án này là bà Nguyễn Thị Kim Cúc, sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú tại Bình Dương. Nạn nhân chính là chồng của bà. Khoảng 22 giờ ngày 23 tháng 4, ông T đi nhậu say, về đến nhà thì buông lời chửi bới, đánh đập bà Cúc. Trong lúc giằng co, bà Cúc đã lấy kéo đâm vào vùng ngực của chồng. Ông T được đưa đi cấp cứu sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Cơ quan điều tra đã tạm giữ bà Cúc để điều tra.